Ê, quay cho mọi người cái cảnh ông non tập bay à. Ông non tập bay. Đây là loạn xạ. Thường buổi trưa này nó bay tùm lum. Bay vào lại bay ra. Nó đặc biệt là Việt Nam chưa ai nuôi với cái thùng giống vậy. Để bữa nào có cái clip là quay về cái này lấy mật như thế nào và nuôi nó trong nó như thế nào luôn. Nay quay cái cảnh là ông nó tập bay, ông non nó đang tập bay. Xuống nước Việt Nam rồi kết thúc video ha.